sau hoàn thành đầy đủ thiết bị, nghe rõ báo cáo dị ứng đột lan vào vị trí các căn cứ 520m, nghe rõ. Xin chào các bạn, chào các bạn đến với video tiếp theo của Minh Khôi Vlog. Hôm nay mẹ Ngọc Anh tiếp tục cho em tiết bù sữa các bạn ơi. Mật báo của bên thảm gọi là gì, bắt tay sau đi thảm tự nghe không, thì thăm dò tin tức á. Em tít đang bù sữa mẹ. Ngủ ra. Ngâm vô ngủ ra. Bỏ trong anh cái. Sao thay đồ nữa vậy? Đãi quần. Thằng này nó bẩn ghê á. Ui rít. Rít nhìn ngon quá nhờ. Ngon rồi. Hạ mồm hạ mép đó. Ổn ra. Hả? Năm điều hoa ổn mà hay đắng không? Ngon quá ha. Ly nhìn thấy gì? Tao không khó chịu rồi. Ủa mà chắc là năm mươi đi hoa gì? Đi hoa chả đi qua. Lấy à? Dịch ngon nhỉ? Em bẻ bụ sữa mẹ. Vừa ngầm vừa ngủ hay chứ các bạn nhé. Ê, vừa ngầm vừa ngủ.
bầu sữa mẹ thơm ngon. Ôi, ngon nha. Vừa ngâm vừa ngủ hết đấy. À, tôi có bấm móng tay ở đâu? Rồi tụi áo quá quá, bấm lên chứ. Bấm nó bấm bởi. Bấm bấm vậy. Còn như sữa nhiều lắm. Đau. Đau. Dí vào vã là lên. Lên tấm mây luôn á. Đại ca, lần này chúng ta xuất phát từ ơn. Cô để mặc đồ cô nhiệm quân sự 2 ra đi. Ngon nhà tiếp nhà. Giỏi hơn anh Tố mẹ, anh Tố nhỏ cũng bù bù mẹ. Nặng nặng, à, bố nói em ạ. À, bố xin lỗi, bố xin lỗi. Nói cái là em bị liệt, trở liệt.